Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 31 tháng 12 đưa tin, Triều Tiên đề ra mục tiêu phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự trong năm 2024, sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này hồi tháng trước. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, mục tiêu phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự là nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ khoa học vũ trụ của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đề ra nhiệm vụ này khi ông tổng kết hội nghị toàn thể kéo dài 5 ngày của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Cũng theo KCNA, ông Kim Jong-un nói rằng ông sẽ không còn coi Hàn Quốc là một đối tác để hòa giải và thống nhất nữa. Hiện phía Hàn Quốc chưa phản hồi thông điệp của Triều Tiên. Đêm giao thừa 31 tháng 12 năm 2023, quảng trường Thời đại tại trung tâm thành phố New York sẽ trở thành tâm điểm đón năm mới tại Mỹ. Hàng triệu người Mỹ cả trực tuyến và trực tiếp sẽ chứng kiến lễ đón giao thừa truyền thống với sự kiện quả cầu rơi hay còn gọi là cao đao đón mừng năm mới. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1908, hình quả cầu pha lê được thả xuống từ nóc nhà tòa nhà One Times Square trong 60 giây, bắt đầu từ lúc 23 giờ 59 phút đã trở thành sự kiện mang tính biểu tượng tại thành phố không ngủ New York, bang New York, đánh dấu thời khắc kết thúc năm cũ, mở đầu năm mới. Ban tổ chức ước tính có khoảng 1 triệu người sẽ đổ về trung tâm Manhattan, New York để tham dự sự kiện này. Để tạo điều kiện cho du khách, chính quyền thành phố đã phân làn giao thông, tạm thời cấm mọi phương tiện đi vào quảng trường thời đại sở cảnh sát new york cũng tăng cường an ninh tối đa cho sự kiện này người tham dự được yêu cầu phải đi qua các trạm kiểm soát an ninh để vào quảng trường họ bị cấm mang ba lô và đồ uống có côn tất cả đã sẵn sàng cho một trong những sự kiện văn hóa được chờ đợi nhất trong năm của new york trong thông điệp mừng năm mới 2024, ngày 31 tháng 12, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu bật những thành tựu mà đất nước này đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề ra các mục tiêu về hiện đại hóa đất nước, hướng tới sự phát triển kinh tế ổn định và lâu dài. Đánh giá về tình hình kinh tế trong năm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định kinh tế Trung Quốc đã vượt qua khó khăn, có sức chống chịu tốt và trở nên năng động hơn trước. Ông nhận định sau thời gian ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, nền kinh tế nước này đã duy trì đà phục hồi và đạt được tiến bộ ổn định trong việc theo đuổi phát triển chất lượng cao trong năm 2023. Trên cơ sở này, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ củng cố và tăng cường đà phục hồi kinh tế, nỗ lực đạt được sự phát triển kinh tế ổn định và lâu dài. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đất nước thông qua đẩy nhanh việc xây dựng mô hình phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, đồng thời theo đuổi mục tiêu phát triển và bảo vệ an ninh. Trung Quốc sẽ tăng cường cải cách và mở cửa trên diện rộng, thúc đẩy sự phát triển sôi động của nền kinh tế đất nước trong năm tới 2024. Hội đồng châu Âu cho biết ngày 30 tháng 12, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã đạt thỏa thuận bãi bỏ kiểm soát biên giới nội khối trên không cũng như là trên biển đối với Bulgaria và Romania, mở đường cho hai nước này gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen. Hội đồng châu Âu nêu rõ, bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2024, việc kiểm tra các cá nhân tại những khu vực biên giới nội khối trên biển và trên không của EU giữa Bulgaria, Romania với các quốc gia Schengen khác sẽ được dỡ bỏ. Về các khía cạnh còn lại trong hiệp ước Schengen, bao gồm việc dỡ bỏ kiểm soát biên giới nội khối trên bộ và các biện pháp liên quan, Hội đồng châu Âu cho biết cơ quan này sẽ đưa ra quyết định căn cứ các thủ tục đánh giá của Schengen khi Bulgaria và Romania đáp ứng đầy đủ những điều kiện cần thiết. Bắt nguồn từ một dự án liên chính phủ giữa năm quốc gia thành viên châu Âu gồm Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg và Hà Lan. Vào năm 1985, khu vực Schengen tự do di chuyển đã từng bước được mở rộng qua 7 giai đoạn. Cho đến nay, khu vực này gồm 27 quốc gia, trải rộng trên diện tích 4 triệu km vuông với dân số gần 420 triệu người.